Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay, mà vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ chỉ kẻ mày. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay, và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ phấn má hồng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay, mà vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ phấn mắt. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé. Đầu tiên là mình sẽ làm với màu đen đầu tiên nha. Đây màu đen của mình nha mọi người. Đây là phần đầu tiên của mình nha. Màu đen là phần đầu tiên của mình nha mọi người. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với hạt chữ. Chơi vừa thôi làm đi. Rồi, tôi làm chơi rồi. Bọn này sướng nhỉ. Ngồi đấy, đâu cứ chơi với làm. Mình sẽ xỏ màu xám nhé mọi người. Sau phần màu xám mình sẽ xỏ màu hồng nha, à màu tím đi. Mình hỏi em là anh có còn yêu em? Giờ mình xỏ vào là màu hồng nha.
Mình hoàn thành lần này, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Các bạn ơi, vòng của mình hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nha. Mọi người ơi, vòng của mình hoàn thành rồi này, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Anh trao cả đời cho anh sẽ luôn vậy. Anh ơi, khi nào anh tới? Thank you.